Bạn đang nghe chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng bà con cô bác đã quay trở lại với chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web trikicamxuc.com và một ngày sau 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là Tri Kỷ Cảm Xúc, có video, có dựng hình các bạn ha. Thưa quý vị, bài kỳ này một cái chủ đề rất là kích thích, phải gọi bằng một cái cách phát âm lém lỉnh, đó là sự kích thích. Sự kích thích nó cho chúng ta một cái sự hứa hẹn về một cái vấn đề mà tôi cho rằng cuộc đời của chúng ta có thể đang rất trông chờ, rất hy vọng có câu trả lời, có đáp án. Đó là gì? Chúng ta sẽ tìm ra vài cách để gỡ rối cho những ai không hài lòng với những thành tựu cuộc sống của mình. Đầu tiên thì phải nói bạn có hài lòng với cuộc sống của bạn hay không trước cái đã. Tôi hy vọng là có. Nhưng mà nếu mà mình nhìn thực tế á, thì cuộc sống của chúng ta đó, phần nào đó, sẽ luôn có những chỗ, có những khi, có những lúc, có cái khúc này, khúc kia, chúng ta không hài lòng. Đó là nói nhẹ nha. Còn nếu mà nói nặng á, có những chỗ trong đời của chúng ta đó, chúng ta vô cùng thất vọng, vô cùng không hài lòng, chán, phải gọi là kinh hồn luôn, khiếp vía luôn. Vậy thì làm sao để gỡ rối những chỗ đó? Chúng ta, ai cũng có những cái hy vọng, những cái mục tiêu chứ. Chúng ta muốn tốt hơn, nhưng mà không tốt được, thất vọng chứ. Chúng ta muốn có nhiều tiền hơn, nhưng mà không có được, buồn chứ. Chúng ta muốn giỏi hơn, muốn bản lĩnh hơn, muốn biết, muốn hiểu nhiều hơn, mà nó không hiểu, không biết được. Tức cái mình chứ, tức cái nách thiệt chứ, đúng không? Quen không? Quen lắm các bạn, không có cái gì xa lạ cả. Vậy thì mình gỡ rối những cái điều này, những cái sự không hài lòng, một cách gốc rễ, một cách căn cơ, một cách rốt ráo. Làm sao đây? Ha. Và thêm cái nữa rất quan trọng, nhiều người tưởng chắc tôi quên, không có. Thiếu cái lời chúc đúng không? Tôi đã từng nói với các bạn, cái chương trình này dù thế nào đi chăng nữa, lời chúc là thứ không thể thiếu. Nội dung, kiến thức, bài học có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng cảm xúc, tình cảm, những cái ước nguyện, mong muốn, những cái khởi ý của tôi, mong muốn những điều tốt đẹp cho những người nghe chương trình này là nó phải có. Nó là cái tinh thần, là cái quan trọng nhất của chương trình này. Vậy nên làm gì có cái chuyện mà thiếu lời chúc. Thưa quý vị, lời chúc của tôi chính là cái giải pháp của cái bài kỳ này đó. Chúc cho nó thực dụng. Nhưng thưa quý vị, cái này nó cũng mắc cười và nó cũng hài hước, nó cũng thú vị cái là vậy. Khi mình gộp cái lời chúc với cái giải pháp mà tôi sẽ mang đến cho các bạn trong bữa nay á, không biết sao nó tạo cho tôi một cái động lực, nó thú vị lắm. Nó làm cho tôi phải gọi là quyết tâm hơn, nghiêm túc hơn và gọi là cảm hứng hơn khi làm cái nội dung, cái chủ đề kỳ này. Tôi rất là quyết tâm, tôi rất là muốn tìm ra, phát triển và giảng giải, giải thích một cách vô cùng dễ hiểu và thực tế về cái cách gỡ rối cho những ai đang không hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi rất là máu me, tôi rất là nghiêm túc, tôi nói thiệt các bạn. Ha, nó cũng có cái ý nghĩa nhất định khi mà mình lấy cái lời chúc làm cái lời giải của cái bài kỳ này luôn á, nói thiệt. The unaware bunny-eared man in the photograph. I'd give the whole of my heart if it means you get half. Darling, please be my better half. Thế thì bây giờ mình vào đề, mình vào câu chuyện ha, tới công chuyện. Bây giờ tôi phải dắt các bạn đi đông đi tây cái đã. Nó tạo nên sự thú vị, nhưng mà nó không vô tri nha. Giống như nhiều lần tôi nói với các bạn, có những khi mà tôi dắt các bạn vào đề, nó không liên quan gì hết, nhưng chút xíu nữa, thậm chí là nếu bạn nghe lại lần thứ hai, bạn sẽ thấy nó logic, nó liên quan hết, không hề vô tri. Nhưng mà giả bộ đi ha, lần đầu tiên để tôi dắt các bạn đi một cách vô tri, để xem cái sự vô tri này nó sẽ giúp ích gì để mình hiểu cái nội dung, cái thông điệp của cái bài kỳ này ha. Bây giờ nè, thí dụ cách đây khoảng 10 năm đi, hay là 15 năm đi, ai mà lớn tuổi hơn thì tôi nói là cách đây khoảng 20 năm đi, tôi gặp bạn và gặp một cách vô tình thôi, không quen biết, nhưng mà đứng nói chuyện vui vẻ thôi. Tôi mới khoe với bạn là
bạn ơi, tôi đang ấp ủ một cái nghề nghiệp, một cái công việc, một cái ước mơ nghề nghiệp startup. Đó là tôi muốn mở một cái công ty mà cái công ty đó có cái sản phẩm là cái dịch vụ đi chợ giùm người ta. Có nghĩa là trong xóm có bà ba chẳng hạn, bữa nay tự nhiên bà làm biến đi chợ. Cái mình nhớ là bối cảnh cách đây 20 năm nha. Cái mình tới đó, mình nói là cô ba ơi, cô ba có cần đi chợ gì không? Con để con đi chợ giùm cho. Cô ba muốn mua bầu bí, thịt heo, ba rọi gì đó, rồi con mua giùm cho. Rồi cô ba muốn mua nước tương, nước mắm, con ghé tiệm tạp hóa, con mua giùm cho. Rồi cô ba trả con 30.000 ha. Cách đây 20 năm, chẳng hạn năm 2000 lẻ mấy. Nếu có cái dịch vụ này, bạn khoe với bất kỳ ai trên đời này, thứ bạn nhận được là gì? Ba từ, mày bị khùng. Có thể người ta không nói ra như vậy, nhưng trong đầu của người ta chắc là sẽ nghĩ tương đối như vậy. Vì cái nghề này nó kỳ quặc quá, nó lạ lùng quá, đúng không? Tự nhiên tôi có tay có chân, tôi tự đi ra tiệm tạp hóa tôi mua giá gốc, tôi tự ra chợ tôi mua, tôi lựa được đồ ngon đồ tươi, mắc gì tôi nhờ ông chi mà ông lụm 30.000 của tôi. Kỳ quặc, vớ vẩn. Nhưng mà bạn ơi, thời điểm hiện tại cái nghề này nó bình thường, nó hết kỳ quặc, nó hết khùng rồi. Đó là cái nghề shipper đó các bạn. Cái nghề mà đi chợ giùm hay là giao hàng giùm, các bạn bật những cái ứng dụng giao hàng lên, bật những cái ứng dụng đa chức năng của Grab hay là của những cái công ty B này nọ rồi đó, những cái ứng dụng mà có tính năng đi chợ giùm á, thậm chí là nó có luôn những cái hội, những cái group ở trên những mạng xã hội chuyên đi chợ đi mua đồ giùm luôn đó. Ô mà cái nghề này bây giờ nó trở thành một cái nghề bình thường các bạn. Vậy tại sao có những thứ ngày xưa nếu mà mình làm người ta sẽ nói mình khùng, rất là kỳ quặc và không ai thèm làm cả, nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái nghề bình thường? Vì một lý do rất đơn giản, có nhiều người làm, mình thấy nó phổ biến và mình xem đó là một cái nghề bình thường. Hãy để ý cái chi tiết này, nó rất liên quan tới cái chủ đề của cái bài kỳ này đó. Nhưng tôi chưa dội, tôi khui đâu. Tôi nói tiếp một cái ví dụ thứ hai. Cách đây 15 năm chẳng hạn, bây giờ nếu mà bảo là có một cái nghề mà không có làm gì hết, suốt ngày chỉ nói về đời sống của mình thôi á, rồi mình kiếm tiền từ cái nghề đó. Mà tôi nói là một cái bối cảnh cụ thể luôn nha. Năm đó bạn 18 tuổi đi, bạn về bạn nói với ba má bạn á, thôi ba má ơi, giờ con không muốn thi đại học, con muốn ở nhà hằng ngày nói chuyện nhân sinh, thế thái nhân tình, rồi con muốn kiếm tiền từ cái nghề đó. Thì tôi hỏi các bạn phụ huynh, các bạn mà nghe là chắc là mày vô đây, mày nằm sắp xuống cho tao. Bà ơi, lấy giùm tôi cái roi cái, lấy giùm tôi cái roi may cái, tao quất mày tét đít. Chắc các bạn sẽ nghe cái câu đó đó, đúng không? Kiểu ủa sao mày suy nghĩ mày sao lạ vậy, trời ơi là trời. Nhưng mà bạn ơi, đó là 15-20 năm trước thôi. Còn bây giờ cái nghề đó là cái nghề gì các bạn biết không? Hello các bạn, chào mừng các bạn đến dưới ABC Vlog. Đúng không? Nó rất phổ biến. Và các bạn để ý bây giờ về các miền quê á, các bậc phụ huynh á, mà thấy con mình mà nó đưa cái camera lên, hello các bạn, xin chào các bạn, là các bậc phụ huynh thậm chí rất là hưởng ứng và họ đã tin tưởng đó là một công việc thực sự các bạn. Tại vì sao? Nhiều người làm quá, bật điện thoại lên là thấy người ta làm vlog, thấy người ta làm clip. Bây giờ các bạn vô những cái quán ăn, các bạn sẽ thấy là nếu mà những cái buổi mà sum họp con cháu mà đông đúc, thế nào cũng có người cầm điện thoại ra mà quay à, kiểu vậy. Ăn nhậu ở những cái nơi mà đông người vui vẻ là thế nào cũng có livestream mà, thiệt. Thì nó lại xuất hiện một cái quy luật cũ mà hồi nãy tôi nói, có những thứ ngày xưa người ta không thích, thậm chí người ta coi là kỳ quặc, bây giờ người ta xem đó là ô cái này hay nha, cái này tiềm năng nha, chỉ vì một lý do duy nhất thôi. Đó là gì? Nhiều người làm thì mình thấy nó quen, mình thấy nó có giá trị. Hãy nhớ cái nguyên lý này, và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với chính cuộc sống của chúng ta. Hình như chúng ta có khuynh hướng không làm những gì mà ít người làm, dù cho điều đó có thể nó tốt à, dù cho điều đó có thể nó quan trọng với mình, dù cho điều đó rất cần thiết. Ít người làm là mình thấy kỳ quặc. Và làm ơn nhớ cái chỗ này giùm tôi một cái. Chúng ta đang không nói về khía cạnh thị trường nha. Tôi đang muốn lấy cái nguyên lý về cái việc chúng ta nhìn nhận một cái sự việc khi có nhiều người cùng làm nó ở một cái mức độ đáng tin hơn rất là nhiều so với khi ít người làm nó. Hãy hiểu cái ý của tôi. Chứ tôi không kêu là 20 năm trước các bạn phải đi làm shipper, hay là 25 năm trước các bạn làm vlogger, tôi không nói điều đó. Phải hiểu là tôi đang muốn zoom vào, muốn chiếu cái tia laser vào, muốn tập trung vào cái quy tắc rất quan trọng mà tôi sẽ mổ xẻ ngay sau đây. Đó là chúng ta cảm thấy một cái sự việc nào đó là đáng làm hơn, quan trọng hơn và có giá trị hơn khi nhiều người làm. Và ngược lại, có những cái việc mà nó rất là tốt mà chúng ta chê, chúng ta không muốn làm dù nó rất cần thiết, chỉ vì xung quanh chúng ta ít người làm nó hay không ai làm nó cả. Và chính cái góc nhìn đó nó gây ra cái sự bất mãn với chính cuộc đời của chúng ta đó. Lạ không? Lạ. Nhưng mà cái này nó có thiệt đó. Sự không hài lòng về cuộc sống của các bạn hình như nó có liên quan tới cái này đó. Để tôi giải thích tiếp. Bây giờ tới một nùi giải thích nè. Tôi nói thí dụ, bạn bị nghiện điện thoại rất nặng đi. Một ngày bạn xài điện thoại 20 tiếng chẳng hạn, bạn ngủ có 4 tiếng. Rất nặng luôn. Hơi nhẹ nhẹ hơn xíu đi ha.
nặng quá cũng kỳ. Một ngày bạn xài điện thoại 10 tiếng đi. Một ngày bạn xài điện thoại 10 tiếng là nó cũng thuộc dạng ghiền rồi. Và chính bạn cũng cảm thấy rằng sức khỏe tinh thần của bạn, cái sự lệ thuộc của bạn vào cái điện thoại là quá nhiều. Bạn hay buồn, hay vui, hay stress. Mắt bạn nó mỏi mệt vì bạn nghiện điện thoại nhiều quá. Bạn nhận ra, bạn ý thức được và bạn chịu đựng những tác hại của điện thoại rất là nhiều và rất là rõ ràng. Bạn biết hết những điều đó. Và bạn tâm sự với một ai đó rằng mình biết là mình đang bị nghiện điện thoại và mình muốn cai nó. Mình muốn bỏ cái tật sử dụng điện thoại quá nhiều. Thì ví dụ tôi là người bạn của bạn đi. Tôi nói là ok, bây giờ tôi sẽ thiết kế cho bạn một cái bài tập. Đó là hãy để cái điện thoại ở trên bàn. Hàng ngày tập nhìn nó thôi nhưng không được đụng nó, không được xài nó. Ví dụ ngày hôm nay cái target, cái mục tiêu là tôi sẽ nhìn cái điện thoại này, để ở trên bàn, không đụng tới nó, không xài tới nó 2 phút. Hôm nay 2 phút, ngày mai tăng lên 4 phút, ngày mốt tăng lên 2 phút nữa là 6 phút. Thế thì cứ một ngày tăng lên 2 phút thì chẳng mấy chốc chúng ta có thể ngồi nhìn cái điện thoại đó một tiếng đồng hồ mà không đụng tới nó, là chúng ta đang cai nghiện cái tính nghiện điện thoại đó. Thì có thể bạn sẽ cố gắng làm được ngày hai ngày rồi bạn bỏ. Lý do là gì bạn biết không? Vì cái hành vi hình như không có ai xung quanh làm hết á. Xung quanh không thấy ai làm hết, thấy nó cũng hơi kỳ. Nhiều khi nghĩ lại thấy nó cũng hơi nhảm. Và mình cũng sợ cái là mình để cái điện thoại trên bàn mà mình ngồi mình ngắm nó, mình không xài nó, người xung quanh nhìn mình, nhiều khi nói mình khùng, mình mắc cỡ. Mặc dù trong tâm mình ý thức được là cái bài tập này có thể giúp mình cải thiện và cai nghiện cái thói xài điện thoại vô độ, nghiện nặng điện thoại của mình. Nó giúp nhiều lắm, nhưng cuối cùng hết mình vẫn không làm. Mình thấy nó khùng điên quá. Và tôi thấy thậm chí là có nhiều trường hợp á, ngay từ đầu người ta đã không tin cái này nó hiệu quả. Tại vì trong ký ức của họ không thấy ai làm này hết. Xung quanh không ai làm hết. Làm như không có hứng để làm hay sao. Thế thì sớm muộn như nó cũng rụng. Nhưng mà tôi nói một cái trường hợp khác lý tưởng hơn. Nếu xung quanh của bạn ai cũng làm cái việc này, 10 người xung quanh bạn ai cũng cai nghiện điện thoại bằng cách để nó lên bàn, nhìn nó và không đụng tới nó, có thể bạn làm. Vậy thì đôi khi những cái hoạt động trong cuộc sống của mình, đôi khi nó giống như là những cái hội hè vui vẻ vậy các bạn. Xung quanh mà không ai làm thôi mình không làm luôn, tại nó buồn, mặc dù mình biết nó tốt. Đây là cái đáng suy nghĩ á các bạn, đây là cái đáng suy nghĩ á. Nhiều thứ rất tốt cho mình nhưng xung quanh mình nếu không ai làm tự nhiên mình không có hứng mình làm, không có hứng, nó rụng ngang à các bạn, nó khổ vậy đó. Và cuối cùng hết kết quả là gì? Mình lại tiếp tục nghiện điện thoại, mình lại tiếp tục thất vọng với cuộc sống của mình. Mình thấy mình vô dụng quá, một ngày xem điện thoại quá nhiều, rồi mình lại bị stress, mình lại bị chán nản, rồi mình cũng nhận hết những tiêu cực, đúng không? Chỗ này chúng ta phải thay đổi chút xíu cái tư duy của mình các bạn. Tôi nói đó, nếu được nha, hãy sẵn sàng làm, sẵn sàng thực hành bất cứ cái gì miễn nó tốt cho mình, mặc kệ xung quanh có nhiều người làm hay không. Thiệt, thật sự luôn. Đây là cái tư duy có thể giúp các bạn gỡ rối. Đặc biệt nếu bạn đang rất thất vọng với cuộc sống của bạn, đây là cái có thể giúp bạn gỡ rối. Cái gì tốt cho mình, làm đi. Xung quanh không ai làm đúng không? Không sao. Xung quanh ít người làm không sao. Xung quanh mọi người chỉ trích đúng không? Không sao. Miễn tốt cho mình và không hại ai hãy làm. Âm thầm mà làm. Chỉ có như vậy nó mới giúp cho bạn cải thiện cuộc sống của bạn, đưa cuộc sống bạn đi lên. Vì bạn đang sửa chính cái chỗ mình sai. Sẵn nói thêm cái này nữa, nhiều người trong các bạn lúc nào cũng kiểu như là xem cô đơn là một lý do vậy các bạn. Em muốn làm này dữ lắm, em muốn làm này dữ lắm nhưng mà xung quanh không ai làm. Em buồn, em làm không được, em theo không được. Em rất là muốn đọc sách nhưng xung quanh em không ai đọc sách cả. Em rất là muốn tập gym nhưng mà thôi mắc cỡ quá, xung quanh không ai tập. Đại khái vậy các bạn. Thế thì bây giờ đời mình là của mình hay là của người khác? Những cái sự tốt đẹp mình làm cho mình hay là mình làm cho người khác khen để làm đẹp mắt người khác? Có những thứ rất rất là tốt, người khác không thấy ngon thì mình cũng không thấy ngon luôn à? Ủa gì kỳ vậy? Làm sao vậy? Sao nó nhức cái đầu? Không, có những thứ vẫn rất ngon. Kể cả khi người khác không thấy ngon, kể cả khi xung quanh mình không ai làm nó cả, nhưng nó tốt cho mình, tại sao mình không làm? Tốt thì làm đi. Mặc dù tôi rất hiểu và tôi cũng đã giải thích với các bạn về nguyên lý, chúng ta sẽ có khuynh hướng sẵn sàng làm và coi trọng một cái điều gì đó hơn nếu xung quanh cũng coi trọng cái điều đó. Cái này tôi biết. Nhưng nếu xung quanh không coi trọng, không đánh giá cao cái điều đó thì sao? Mình vẫn phải làm chứ. Vì mình, vì sự phát triển của mình, vì định hướng của mình, vì mục tiêu của mình phải làm. Chỉ có như vậy mình mới hài lòng với cuộc sống của mình thôi. Vì mình đang đi đúng đường, chọn ra đúng thứ để cải thiện, để giúp cuộc sống của mình nó cải thiện. Hoặc là một cái ví dụ khác, bây giờ rất nhiều người đi làm lâu năm mà không có lên chức lên lương gì được. Thường tôi sẽ nói với họ là bạn đọc sách về kinh doanh hay là về bán hàng hay là về marketing cho tôi. Thiệt, nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong cái tư duy về cái việc làm sao để lên lương, lên chức và có nhiều tiền hơn về sự nghiệp của mình. Bạn có đi làm công nhân, bạn có đi làm nhân viên văn phòng, bạn có đi làm mướn, làm thuê, tôi vẫn nói bạn nếu được đọc sách marketing, đọc sách kinh doanh, đọc sách bán hàng cho tôi. Vì nó có rất nhiều cái lợi. Mà cái lợi lớn nhất là cái lợi mình ý thức được mình đang bán sức lao động. Sức lao động của mình như một mặt hàng.
và mình biết cách làm sao để tiếp thị sức lao động của mình, làm cho nó nổi bật và làm sao để sếp mình thấy được, cảm nhận được và bị mình chinh phục khi mình bán cái sức lao động. Nên bạn đi làm mướn, bạn càng phải đọc sách về kinh doanh, về marketing, về bán hàng. Tôi đảm bảo với các bạn khi mà tôi nói cái lời này rất nhiều người bỏ ngoài tai vì nó quá kỳ cục. Xung quanh em tụi toàn chơi game không, xung quanh em không có ai đọc sách bán hàng hết á. Em đi làm thuê thì em phải kiếm cái gì đó liên quan em học, chứ tự nhiên bắt em đọc sách bán hàng. Cái ý nghĩa rằng một người đi làm thuê mà đọc sách bán hàng nó cực kỳ kỳ quặc trong cái môi trường mình đi làm thuê làm mướn, rất kỳ quặc luôn á, nghe nó không có logic các bạn. Nhưng mà rõ ràng mình phải hiểu rằng á, lên lương hay là lên chức nó cũng là câu chuyện của sự chinh phục, nó y như là bán hàng vậy đó. Bạn muốn bán một cái chiếc xe, một cái sản phẩm đắt tiền cho khách hàng, bạn phải làm họ thích và họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua chứ, đó là bán hàng, đúng không? Thì bây giờ làm sao để sếp thích bạn, sếp đánh giá bạn có năng lực, tin tưởng giao cho bạn cái việc đó và cái mức lương đó, nó cũng là câu chuyện chinh phục. Và nguyên lý của bán hàng là gì? Cho khách hàng thứ họ muốn, chứ không phải là đòi khách hàng phải đáp ứng thứ mình muốn. Ông nào mà hiểu nguyên lý về bán hàng, về sale á, rất là dễ trong cái việc thuyết phục sếp. Tại vì các ông toàn làm ngược lại khi đi làm không à. Sếp là người trả tiền cho các ông, hoặc là chủ là người trả tiền cho các ông. Thì có phải là mình là người đang bán sức lao động và cái người sếp, người chủ là khách hàng, là người trả tiền cho mình không? Thì mình phải thuyết phục ổng chứ. Nè sếp, em rất ngon, em làm được việc, em có năng lực, thái độ em tốt nè. Và không chỉ là nói suông mà còn phải cung cấp cái điều mà ổng thấy là ngon thiệt thì ổng sẽ sẵn sàng. Ổng bỏ tiền ra, ổng thuê, ổng mướn, ổng cho mình lên chức. Đằng này nhiều người bị bệnh hờn giỏi các bạn. Em giỏi vậy mà anh không biết tự giác, anh không ghi nhận em gì hết, em buồn. Thì tôi nói là cho dù nó có hơi nôm na nha, nhưng mà nó cũng y hệt vậy nè. Bạn bán một cái chiếc xe hơi, cái bạn trách khách hàng là trời ơi em năn nỉ gãy lưỡi nãy giờ, em tư vấn quá trời mà anh không mua, em giận anh quá. Nhiều khi cái người khách họ sẽ nói ủa mắc gì tôi phải mua, anh tư vấn xong tôi thấy không thích, không thỏa mãn, tôi qua chỗ khác tôi mua, đúng không? Và chính bạn là vai trò của khách hàng, bạn cũng thừa hiểu mà. Bạn không bị thuyết phục, không cảm thấy thú vị, không cảm thấy hứng thú thì bạn sẽ không mua. Chứ đừng có chơi cái kiểu mà tự nhiên mình không mua, cái người bán hàng còn quay lại trách mình, thì cái đó nó rất là vô duyên. Và tất cả chúng ta đều rất là dễ hiểu khi đặt mình vai trò là khách hàng, nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không hiểu khi đặt mình là vai trò của người bán hàng. Cái người bán sức lao động quay trở lại trách móc khách hàng của mình là ông sếp rất là nhiều, mà mình không hiểu là câu chuyện nó là bán hàng, là thuyết phục. Vậy thì tôi khuyên các bạn đi làm thuê càng phải đọc sách bán hàng là đúng chứ gì nữa, nó rất là hợp. Vì tôi muốn các bạn phải hiểu ra được cái nguyên lý thuyết phục, làm sao để sếp thấy được mình làm được, tin tưởng mình và thấy rằng cho đứa này lương gấp đôi là không có lãng phí. Kiến thức về bán hàng, về marketing rất là quan trọng. Mà nói vậy thôi, tại vì xung quanh của mình không ai nghĩ như vậy hết á. Tự nhiên mình thấy cái ý tưởng này nó cũng hơi nhảm, đúng không? Nó hơi nhảm. Và khi mình thấy ý tưởng này nó hơi nhảm, mình sẽ có khuynh hướng không muốn làm nó. Và mình sẽ có một cái khuynh hướng tiếp theo là quay trở lại và tin tưởng những cái suy nghĩ quen thuộc mà trước giờ mình hay có. Kiểu vậy á. Tức là mình nhìn góc độ của mình thôi, thằng này chắc nó nịnh bợ, thằng này chắc ngu, nó không làm được gì đâu, nó lên được cái chức đó chắc là vậy, chắc là kia, chắc là nọ. Mình lại thích suy nghĩ theo những cái định hướng quen thuộc, chứ mình không thích nâng cao bản thân mình hơn để nhận ra một cái lời giải khác về cùng cái câu chuyện đó. Thì thôi cái này chịu. Giống như bây giờ mình đổ nước vào một cái chai mà cái chai đó nó đóng cái nắp kín thì thôi thua, nước chảy ra ngoài hết. Mình mang một cái giải pháp, một cái điều mà mình trải qua rồi mình hiểu là tốt cho một người nào đó, nhưng họ không muốn tiếp nhận nó thì chịu, không có cách nào thay đổi được. Này nói thật. Thành ra cái bài này á, sẽ có vài nhóm người nghe rất là khác nhau. Có những bạn đã chuyển hóa rồi thì bạn sẽ nghe cái bài của tôi, bạn sẽ cảm thấy là à không, em không phải như vậy, em sẵn sàng em làm những cái điều kỳ quặc này vì em biết nó tốt. Hoặc là tôi sẵn sàng tôi thay đổi vì tôi biết nó tốt. Thì cái này tôi rất là mừng cho các bạn, vì các bạn đã sẵn sàng thay đổi rồi. Vô các bạn vô nhóm này tôi mừng lắm. Mặc dù tôi biết là cái bài này sẽ không mới với các bạn, nhưng bạn vô nhóm này tôi mừng lắm. Vì ai là cái người mà biết được mình cần gì, mình nên làm gì thì rất là tuyệt vời, thay đổi nhanh lắm. Đó là nhóm thứ nhất. Là nhóm thứ hai là nhóm người chợt nhận ra hình như là mình cũng đã từng không làm một cái việc gì đó chỉ vì xung quanh mình không ai làm, dù mình biết nó tốt. Nhưng bữa nay nhờ có cái ông này, ông nói, mình nhìn nhận lại khác về những điều ít người làm nhưng nó tốt, mình sẽ cố gắng làm. Thì những người này là những người mà tôi hy vọng nhất về sự thay đổi khi mà nghe cái bài này ha. Còn một nhóm nữa là cái nhóm cảm thấy vô lý. Thì cái nhóm cuối cùng thì tôi chịu, biết làm sao các bạn, làm gì có một cái nội dung nào mà nó thuyết phục được hết 100%, đúng không? Nhưng mà thôi, coi như là nếu mà mình cảm thấy nó không có hiệu quả, không có hợp tai,
thấy nó nhảm quá thì thôi nghe cho vui, giống như tôi hay nói ha, nghe cho vui cũng được. Chứ cái việc mà cải thiện bản thân mình làm sao mà ép buộc được, đúng không? Thôi thì cái bài này nó cũng dài. Tôi thì tôi cũng chỉ mong là cuộc đời của chúng ta mà các bạn, nói vậy thôi, mấy chục năm, được 100 năm là dài lắm rồi. Có nghĩa là nó cũng không phải là quá là dài lắm đâu. Mấy chục năm mà. Và đặc biệt là cái tuổi mà minh mẫn, cái tuổi thanh niên, cái tuổi mà gọi là bay cao, chói ló, tỏa sáng, nó cũng đâu phải là quá dài đâu. Nên là mình càng phải trân quý hơn thời gian mà mình gọi là còn mạnh giỏi, đúng không? Vậy nên cái khoảng thời gian đó mà mình không dùng để cải thiện cuộc sống của mình thì nó tiếc quá. Mà cải thiện cuộc sống của mình nó bắt đầu từ cái gì các bạn? Nó bắt đầu từ cái việc làm những điều tốt chứ. Và trong rất nhiều những điều tốt đó, có những điều tốt xung quanh mình không ai làm cả. Nó kỳ quặc. Thì tôi mong là các bạn đừng cảm thấy cô đơn. Mà hãy cứ làm đi. Biết đâu đấy khi bạn làm thành công rồi, bạn thấy vui vẻ hạnh phúc rồi, người xung quanh nhìn bạn có khi bắt chước đó chứ. Thì lúc đó tự nhiên xung quanh mình lại có nhiều người cùng làm. Thì mình giống như người tiên phong vậy đó. Đại khái. Giống như có những gia đình đó, làm lụng vất vả nông nghiệp bao nhiêu đời. Tự nhiên trong nhà có một thằng cháu nó làm chủ. Cái tự nhiên cái sau đó có nhiều thằng cháu khác. Nó nhìn cái đó nó tham chiếu các bạn. Tự nhiên nó cũng muốn theo. Thì bây giờ nó đông lên rồi đó. Thì cái dòng họ nó lại thấy cái việc à kinh doanh này nó cũng bình thường chứ nó không phải là gì quá ghê gớm. Thì nếu mà mình quậy quậy cho nó sôi động lên thì chắc cũng vui ha. Thì tôi cũng hy vọng nếu được vậy cũng tốt. Nếu mà trong mình, trong nhà mình hay là trong cái nơi mình sống hay là trong cộng đồng bạn bè của mình mà mình sống tốt, mình cải thiện bản thân rồi những người xung quanh thấy hay 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 bắt chước, tự nhiên nó đông lên và cái sự sống tốt nó trở thành bình thường thì tôi cũng mong cái điều đó xảy ra. Tuy rằng nó cũng không đơn giản nhưng mà tôi cũng mong và cũng chúc cái điều đó. Ha, thôi, cái bài kỳ này cũng dài rồi. Xin cảm ơn và biết ơn các bạn đã lắng nghe tôi. Bây giờ thì tôi xin phép bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha. Try my best to be whatever you need me to be. Bạn vừa nghe xong chương trình. Để xem các tập khác, xin vui lòng bấm vào biểu tượng danh sách phát đang hiện ở trên màn hình. Xin cảm ơn.